Ok luôn anh em nhá. À, thì tôi chỉ là một streamer mới thôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ live stream Minecraft sinh tồn cho anh em xem. Thì uh, thực ra là ban ngày tôi cũng gọi là không có rảnh lắm nên là tôi live cũng hơi muộn. Nên là chắc là cũng không được nhiều anh em xem lắm. Nhưng mà thực ra live stream của tôi thì tôi chơi theo cách khá là chill. Nên uh, tôi nghĩ chắc là anh em sẽ thích. <laughs> ok thì à uh thì chúng ta cùng tạo một gua mới anh em nhá. Thì thực ra thì cái cách chơi của tôi là tôi uh, chơi uh, hardcore anh ạ, tôi chơi hardcore và tôi chơi chill. Ok. Hello bạn Dung Lý nhá. Hello anh em. Rồi, chúng ta cùng vào gua xem có gì nào. đây, à chết rồi, à, tôi còn chưa đổi bản shader nữa. đây thì à, tôi à, thì à, tôi có dùng một cái bản shader nó khá là đẹp. thế nhưng mà thực ra cái bản này nó không có đẹp lắm. đây này, shader thì phải dùng cái bản này. đây này, tôi ơ, rõ ràng là tôi dùng cái bản rồi mà nhỏ thế sao mà trông nó thế này để buồn cười ấy nhỉ? à, thế chắc là tại lâu rồi tôi chưa chơi ấy, nên là trông nó nào tôi quên mất là cái bản xe út trong cái à? Tôi nhớ là cái bản xe út này ở trong biển nó hơi gọi là nó hơi đục đục À đúng rồi này Ok nó vậy chuẩn rồi đấy Nó vậy chuẩn rồi đấy anh em ạ Được rồi Được rồi vậy chúng ta cùng chặt cây trước anh em nhá Chúng ta cùng chặt cây một tí Thì thực ra tôi chơi hardcore cũng khá là nhiều Và tôi cũng có gọi là kiểu là cũng có một chút một chút ít cái cách biết chơi Minecraft hardcore ấy nên là chung là cũng ok thì tôi cũng không có tệ cho lắm thực ra tôi chơi game ấy tôi chơi Minecraft vì tôi thích đi phiêu lưu hơn Rickit á Rickit á trời ơi anh em nói gì vậy tôi có Rickit đâu trời ơi không Rickit đâu anh em ơi nghèo lắm nghèo lắm nghèo lắm Thì bây giờ thì anh em thích tôi làm gì? Thực ra là tôi thực ra là tôi không thích ở mấy cái chỗ gọi là chỗ có chắn hẳn này đâu, tôi thích mấy cái chỗ băng tuyết ấy. Tôi thích sa mạc ấy. Thì giờ thì anh em thích tôi xây nhà ở đây thế hai là anh em thích tôi xây nhà ở đâu? Cho anh em chọn đấy. Tôi chung là tôi chơi theo anh em thì tôi chơi tôi chịu thôi, tôi không quan tâm lắm. Kê lôi anh em nhá. Hello lôi anh em. Đấy, có nhạc lên đấy anh em Sao em, có chill không? Có dễ ngủ không? Tôi thể với anh em mà tôi livestream tối này là anh em nào Là cũng sẽ đều dễ ngủ hết Đấy thì à, tôi đã có chỉnh cho canh nắng mặt trời Tôi chỉnh cho nó không sáng quá đấy Nên là trông nó cũng khá là ok đúng không? Nó sẽ không làm cho anh em bị chói mắt quá Trời ơi Làm sao mà tìm kim cương trong 5 phút rồi anh em ơi <laughs> Tôi tìm về toang rồi đấy Tôi tìm vậy thì chỉ có dùng lạnh thôi trời ơi Không được đâu Không được đâu Sắp mặt đây anh em ạ à. Thôi chơi hát đấy chứ có phải chơi dễ đâu Chơi hát đấy Tôi thì bây giờ chung à mà... Thế nhưng mà thực ra theo kinh nghiệm chơi hát co của tôi ấy Là trong ngày 1 là tôi sẽ không xây nhà cho ngày mùa tôi đi hang động anh em ạ Ok hello anh em Lê Kiệt nhá Hello anh em Nay buổi đầu livestream của tôi Mong là anh em đừng có chửi Thực ra là tôi biết là tôi nói năng chung là khá là buồn cười Nhưng mà tôi mong là anh em đừng có chửi Tôi sẽ làm một chút đồ ăn đây anh em ạ Tôi phải pha một chút đồ ăn đã vì ở trong này vào hang động mà nói chung là mình cũng phải mình cũng phải cần có tí thịt chứ đúng không chứ không thì toàn là không nào cũng biết đấy thực ra tôi khá thích làm rìu tôi là tôi thường hay dùng rìu chứ mà tôi sẽ không dùng kiếm anh các bạn kiểu là tôi tôi bổ phát chết luôn ấy thích hơn chứ còn dùng kiếm mà cháu hai phát được rồi tôi đi tìm cái hang động anh em nhá thôi chứ hát thì mình cứ trốn vào hang động cho nó an toàn anh em ạ thật chứ mà cứ chạy lông nhông ngoài này đêm nó xuống ghê lắm à, thế là tôi không gặp cừu nhá mà từ ai tôi đi cũng không gặp cừu luôn nhá anh có chơi bet qua Ủa ơi Không anh em ạ à, Tôi không chơi bet qua đâu Trời ơi Tôi PVP là tôi Tôi thật là tôi PVP là tôi PVP ngu lắm Thật Tôi chơi bet qua Chắc là tôi Chắc là tôi chưa kịp xây bảo vệ cái giường cái Là nó đã giết tôi rồi ấy Nè tôi chưa sinh tồn thôi anh em ạ à. Thôi nói chung là kiểu là Mình biết bản thân mình ở đâu ấy Nè Tôi phải biết lượng sức anh em ạ à. Bây giờ có bet qua toàn đấy Thế với cả là tôi chơi bet qua chung là kiểu là chung là tôi cũng không có giỏi chơi mấy cái game kiểu ranh riết lắm tôi chơi ranh tôi chơi gà lắm tôi vào tôi chơi ranh xong chốc tôi bực quá tôi đập máy đấy <laughs> thôi anh em ạ sinh tồn hả ôi tôi sinh tồn giỏi hả thực ra là nó cũng chả gọi là giỏi đâu nhưng mà được cái là tôi chơi nhiều thôi kiểu là tôi thích, thích chơi sinh tồn đấy bởi vì là nó chill anh em ạ thế nên là tôi thích chơi thôi chứ mà tôi cũng không có chơi giỏi Đấy với cả là chơi sinh tồn nó cũng chiêu mà đúng không anh em ấy trông nắng liếc các thứ đẹp này Tôi trông lá cây nó có rung không à này nó có rung này Đẹp rồi Rung là tốt rồi Để tôi xem là vì sao mà khu rừng này rộng rạp thế nhỉ Nó có cách nào để tôi đi qua được mấy cái vùng khác nhỉ Nếu mà bây giờ mình mà tìm một làng thì nó cũng dễ dàng hơn đấy Là bởi vì mình sinh tồn hardcore mình có làng ấy thì nó nó sẽ gọi là dễ thở hơn Thế nhưng mà thực ra thì đối với trình độ của tôi thì Thì thật ra là con làng thì cũng chả được cái tích sự gì anh em ạ Bởi vì là tôi Tôi rổ lắm Tôi sinh tồn hát co là một trong bậc thầy mẹ rồi thật Tôi là bậc thầy hát co mà anh em Tôi là để Tôi là để đạt trình độ này Tôi đã từng chết rất là nhiều quá hát co rồi Đấy Tôi chơi rất là an toàn luôn Bây giờ chúng ta cùng tìm cái hang anh em nhé Mà tôi chạy ở nãy giờ mà tôi vẫn chơi với một cái hang mà luôn À này thực ra là tôi chơi Minecraft là tôi rất là để ý đến âm thanh Thì là tôi có chỉnh âm thanh, tôi có chỉnh âm thanh rất là tốt có này, hoang này Thì nếu mà anh em mà không nghe được cái âm thanh gì ấy Nó giống như kiểu là âm thanh phá bờ Hay là âm thanh giết bò giết cừu cái thứ ấy Thì anh em cứ chat lên nhá Tôi sẽ tôi chỉnh lại cho anh em có thể nghe được Bởi vì là tôi rất là thích âm thanh Minecraft, chill lắm Chill, hảo hán á Nó có gì mà hảo hán anh em ừ. Có biết làm cánh cổng không tìm obsidian đó à? ừ, có chứ anh em tôi có biết chưa anh em tôi chỉ cần dùng cái xô rồi thì tôi dùng cái lava đúng không anh có thể mở cho mọi người chơi không á thôi cho cho anh em vào rồi anh em giết tôi đấy ghê lắm thôi cho anh em cho anh em xem tôi đi tôi để nào gọi là tôi giỏi giỏi tí thì tôi cho anh em vào chơi cùng chứ mà giờ anh em vào rồi anh em cứu tôi kích lắm thôi anh em ạ à. Chơi đấy, không đùa đâu, chơi đấy, chứ đâu phải chơi easy đâu Hello em, hello anh, chào anh, chào anh Cái anh Ngô Khánh là anh ấy là anh admin mà anh đã duyệt cho tôi vào đấy Anh duyệt cho tôi vào cái livestream Thật sự em rất là cảm ơn anh Anh xem chơi có chịu không anh Anh xem chơi anh thấy có dễ ngủ không Quá là mà cái hàng này nó lại không có sắt anh em ạ Không có sắt à Uh, anh có kênh youtube không à có tôi có kênh youtube ấy. kênh youtube của tôi tên là tài cát đấy thì anh em uh, có thể thấy cái tiêu đề ấy, thì tôi có để chữ tài cát đấy thực ra là thì anh em thích qua thì anh em qua chứ còn thì anh em xem stream ở đây cũng được ok anh em cảm ơn anh <cười> <cười> ui rồi ui rồi thôi um, bị lỗi anh ạ à, bị lỗi kiểu là bị lỗi thôi chứ mà chứ mà bình thường tôi chat coi là tôi sẽ không có phạm mấy cái lỗi như vậy đâu kiểu là tôi 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 tôi, tôi tập trung tôi 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 đáp anh em ấy nên là tôi bị lỗi thì tôi ngã một tí anh em thông cảm không sao không một tí đâu mà á à? thôi để tôi làm cái lò nung tôi nung luôn để tôi trông trời như nào rồi ừ, thế nào rồi mặt trời ở đây à thế chắc là cũng ừ. nói chung mà giờ chắc là cũng tầm trưa trưa thôi đói sắp chết rồi không chết được đâu mẹ anh em khinh thôi à này là anh em không biết tôi này là anh em không biết tôi bên kênh YouTube rồi bên kênh YouTube là, là tôi là gọi là tài cát hardcore mà anh em tôi lấy bên kênh YouTube của tôi là tôi còn có một series gọi là hardcore một nghìn anh em nhá 436 sắc <laughs> okay. tôi là bên kênh YouTube của tôi là tôi kênh gọi là là tôi có series hardcore một anh em nhá là tôi chơi tôi chơi nghìn năm rồi kinh nghiệm hardcore của tôi đầy mình rồi anh em ạ anh em yên tâm thế với anh em tôi không ở chết được luôn mà anh em biết cái series hát cỏ tôi tên là gì không? Tên là chiếc chặt cu đấy anh em Tôi thật với anh em là tôi còn lôn cu ra để cá cược luôn mà Trời ơi hát cỏ đối với tôi là chuyện bình thường anh em ạ à. Tối rồi đấy Đây này tôi trông nắng vàng vàng cái này là tầm 3-4 giờ chiều này anh em ạ à. Là nó sắp tối rồi đấy Tôi trông nắng nó cháo cháo này chung là nó cũng sắp tối đấy Thì thực ra là tôi không có giường anh em ạ à. Tôi không có giường tôi không có ngủ được Ok hello anh em nhá Hello anh em Hoàng Việt Hello anh em Phúc Thông Hello anh em <laughs> Tôi không có giường thì tôi... À ừ, hello em, hello em <laughs> Không có giường thì tôi cũng không ngủ được Thì nói chung là cái cách để mà sống sót ấy Nó là cái cách mà lúc nào tôi cũng làm anh em ạ à. Lúc nào tôi cũng làm Đó là vào trong hang động vào Trong hang động thôi chứ bây giờ thì không có giường đúng không? Sống kiểu gì được Nhưng mà tôi phải tìm một cái hang động to đó Chứ mà tôi vào cái hang động nhỏ vừa nãy thì Thì chả lẽ mình cứ đứng như mình nhìn đá Thì mình lại chả làm được cái gì Thì nó lại buồn cười đúng không? Ôi okay, bò này ngon quá Và cái hang động to để có gì là mình còn đi mình tìm khoáng ấy nhở Đây anh Đây anh em Bây giờ tôi đi mai đây anh Trời À này, tôi có nghe tiếng này Ôi từ từ đã Ôi từ từ đã anh em ạ Ờ à, bây giờ tôi nghĩ là nếu mà tôi vào hang tôi sống ấy thì nói chung là bây giờ vào hang luôn thì nó cũng có nhiều cái căng thẳng lắm Kiểu sợ chốc nữa mình hết gỗ rồi các thứ ấy Nên là bây giờ tranh thủ lúc mà còn hoàng hôn tôi sẽ gọi là tôi sẽ chặt thêm tí gỗ đã tôi, tôi, chuẩn bị thêm tí đã thì, thì à. cái, hang là đúng không? À không cái này đá rồi các bạn, cái này đá rồi Ô biển đấy Thế này tôi làm cái thuyền nhở, thế này tôi làm cái thuyền xong có bơi biển đấy, anh em nhở <laughs> Ừ thế mình làm thuyền là mình bơi biển nhá đập một lỗ rồi chui xuống à <laughs> đấy là cách mà tôi cũng hay làm đây anh ạ à. thế nhưng mà chả lẽ là bây giờ tôi lại tối rồi anh em ạ à, tối rồi ui chết cha rồi mà sao mà tôi ở trong cái hồ này nhở Chết cha rồi anh em ạ à. nhưng mà tôi mà trong cái hồ này thì tôi cũng không có đi đâu được chứ nó quái nó bao vây tôi ở à, chết à phải làm thuyền nhanh anh em ạ à, phải làm thuyền nhanh rồi thì bơi quả ở đây thôi anh em ạ à. chỉ này lán suýt đấy đi 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 anh ạ à. Tôi nhìn thấy ở chỗ này nó có đường này đúng không? Tôi mong là chỗ này là nó đưa cho mình ở biển này. Chết rồi, nó ở sông thôi anh em ạ. Nó ở sông thôi. Trời ơi. Trời ơi, cái hang đâu, cái hang đâu phải trốn vào cái hang đây anh em ạ, chứ không là chứ không là chốc nữa là lại lập vua mới đấy. Ủa ui Úi giời em chào anh. Nó hơi tối anh em tí đúng không? Thì anh em đợi tí nhá, tôi tìm cái hang nó chui vào cái rồi thì có cái hang nào không ta? Trời ơi. Đấy, tôi mãi rep em quá đấy. Tôi mãi rep em quá xong bây giờ. à có cừu này, có cừu này. Có đủ ba con không? Ô, hình như có đủ ba con anh em ạ, để tôi uh, xử con nó luôn, để tôi lấy ấy luôn. Ngon quá. Thế rồi nhưng mà tôi cần cừu trắng cơ. sao? Ôi, ôi 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 ôi. Trời ơi tôi không muốn mang tiếng xấu đâu tôi không muốn mang cái tiếng là tài cát hát co chết trong trong ngày đầu tiên đâu chùi lỗ à, ai em mẹ năm nhi hảo hán ai chơi thế mẹ tôi thật đây anh em tôi đéo bây giờ tôi làm cái trò chùi lỗ nhá anh em tấn mách tôi cái trò đéo gì mẹ tôi đéo vào tôi chùi lỗ luôn mẹ thật mẹ rồi thế cuối cùng là tôi cũng đã tìm được một cái hang rồi anh em ạ nó cũng khá là nhỏ nhỏ xinh xinh anh em ạ đây thì nó nó làm cái hang cũng khá là to nó cũng khá là to thì bây giờ tôi đi tìm sắt anh em ạ thôi nói chung là chú này cho nó an toàn mẹ chứ không chứ không trông nữa là, là là mình lập vua mới đây anh em ạ tôi đang tầng bao nhiêu nhỉ tôi đang tầng sáu tử à uhm... chết rồi mà tôi để cái lò nung cái này thì thôi rồi tôi nung cái à mà thực ra tôi cũng chẳng cần nung cái gì đây tôi nung tí thịt nhỉ được rồi, vậy chúng ta sẽ tranh thủ gọi là tranh thủ đào tí đá anh em ạ. Dù sao thì tương lai tôi cũng cần đá. Tôi khá thích cái đá quậy này với cái đá quậy này xây nhà nó cũng khá là đẹp. <cười> <cười> tôi phải chui lỗ rồi anh em ạ. Cái này là cái bước đường cầu ngoài. tôi chặt cụ á. Tôi thua chặt 10 con cu luôn thể về game tôi mà chết luôn. tôi chặt 10 con cu luôn. Thật về anh em mẹ. Đại cát hardcore Được rồi tôi Làm thêm tí đuốc anh em ạ Thực ra bây giờ tôi cũng chả cần cái điều đâu, tôi vứt cái rìu đi luôn Tôi sẽ làm đồ đá luôn không Đồ đá luôn tôi Làm cái điều đá luôn Đây thì cái lúc mà tôi đào đá thì anh em có nghe tiếng đào đá không? Có phiên bản 1.17 á Nó mới chỉ ra bản thử nghiệm thôi anh em ạ, thực ra tôi cũng muốn chơi lắm Thế nhưng mà nhưng mà nó là bản thử nghiệm ấy thì kiểu là kiểu là thì mình cứ chơi thử mình chơi bản thử nghiệm mà sau này nó ra bản chính mình chơi mình không còn nhiều cảm xúc ấy. Nên là tôi nên là tôi để dành nó, tôi để dành khi nào mà nó ra bản chính ấy. Đâu okay, tôi tôi chơi cho anh em xem. Có than luôn này. Quá là ngon luôn. Tôi đào một chút than luôn. Anh ơi em chơi với hả? Thôi anh em vào chơi anh em giết tôi đấy mẹ. chắc chắn là anh em giết tôi luôn chắc chắn là anh em mẹ anh em là anh em chỉ nhăm nhe để làm cho con cu của tôi bị chặt thôi mẹ tôi biết anh em rồi thôi để nào tôi chơi pro đã chứ mẹ giờ cho anh em vào mẹ lo lắm <laughs> đây ít ra tôi cũng có tí thịt này tôi ăn tí thịt Thế bây giờ có đi đọc kim cương không em nhỉ mẹ hôm nay mới là ngày một thôi mà chả lẽ là hôm nay tôi đi đọc kim cương luôn à Ơ, thế chả lẽ là mình cứ chui rúc ở, ở hầm thế này anh em Mình dành 8 phút ở dưới hầm này à Không chơi với tôi, auto tôi sống rồi Đọc tổ ong á, thôi rồi Thôi anh em ạ <laughs> Thôi anh em ạ Đây, sao tôi lại nhặt cái Tôi thấy Tôi thấy mình có vẻ không giống Nam Nhi Hảo Hán lắm anh em nhỉ? <laughs> thôi anh em ạ Nói chung là Nói chung là cuộc đời mẹ Không đến tìm ai <laughs> Mà tôi nói vậy thôi chứ mà tương lai là tôi sẽ chơi cùng anh em tôi Ui chứ nhanh 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 Thôi rồi anh em tôi chạy thôi Mẹ chứ chả lẽ là mẹ, tôi mẹ, nằm nhi mẹ Tôi lại trốn dưới hầm vậy à Không được anh em ạ Tôi cảm thấy tôi chặt con cu đi hơn ấy Thì chào rồi mà tôi nhảy vào nước cái này bị chậm rồi Phải chạy nhanh anh em ạ Bây giờ mà vừa vào vẩn cái là mình ăn shit ấy Zom kìa zom kìa cái thuyền tôi đâu nhỉ? đây rồi đây rồi đây rồi cái okay, nghe à, chúng ta đi qua bên này làm sao nào có cái gì không Ô, có cái bò này có bò này để tôi farm luôn ui có chiếc cái thuyền tôi đây rồi tôi nhặt được nó rồi thế quái nào mà tôi lại cứ bị đứng lại trong rừng ấy nhở Minecraft sinh tồn được 20 ngày á được hai ngày á tôi chơi một nghìn năm rồi anh em ạ à. <laughs> tôi là tôi có cái series Minecraft còn một nghìn năm đấy không phải là 20 ngày đâu Zombie thích chơi lỗ đít đó <laughs> Tôi cũng thích chơi lỗ đít đấy, anh em ạ Tôi cũng thích chơi lỗ đít À Thực ra tôi thấy là mình đứng ở dưới nước như này Khéo là an toàn đấy, anh em ạ Nhờ Bởi vì zombie chạy chậm mà Thế nhưng mà thôi nó hèn quá Đây để tôi bơi ở bờ anh ạ Tôi bơi ở bờ xong rồi tôi Đây có ngựa ấy thế nhưng mà tôi cũng không có yên à Bây giờ mà nó có cái thảo nguyên tốt nhở Thực ra là tôi thích sa mạc lắm nhá Bởi vì là cái sa mạc có sáng ấy nên là nếu mà anh em đứng ở sa mạc thì anh em sẽ nhìn rõ được. Ôi ôi. Ui giời nhanh 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 nhanh. Tôi không muốn dây dưa bọn nó đâu anh em ạ. Scare kìa, scare kìa. Kệ bọn nó đi. Ui giời. Kệ bọn nó đi anh em ạ. Khá là đông zom. Chung là bọn này sao nó chạy nhanh bằng bằng tôi, sao nó chạy nhanh bằng tôi. Đa quá. Ô. Ôi. Tôi mày đọc bình luận của anh em đấy. Tại anh em đấy. Yeah. Ui rồi ôi Thôi 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 thôi, thôi anh ạ à. Thôi anh ạ à. Kinh quá Phải thật Ôi Thôi chung là thôi mình dành thêm vài phút nữa trong hầm mình em ạ à. Thôi thì chịu khó thôi Chịu khó mình đợi quá đêm thôi anh em à. ạ Chứ giờ nó ra ngoài ghê lắm Chết đấy Chết đấy Đi bụi đây anh em à. ạ Không đùa đâu Thôi rồi thì nói chung là tôi cũng không thường làm cái này lắm. Đi đổi lỗi kìa? Đổi lỗi à? <laughs> thực ra tôi cũng không thường làm cái này lắm, thực ra là tôi phải tầm đến ngày thứ ngày 19 ngày thứ 20 ấy tôi mới tìm kim cương. Nhưng mà thôi chung là giỏi... đi Ô này sắt luôn này, ngon quá. Tôi có sắt luôn anh em ạ. Tôi thì cái lúc đầu mà tôi có sắt trong hardcore ấy là anh em biết tôi đã làm gì không? Tôi làm cái khiên này cả Ôi chết rồi Hình như tôi không mang theo cái grab table rồi Chắc là tôi để quên nó ở cái hầm ở đấy rồi anh em ạ Thôi rồi tôi làm cái craft mới vậy cũng được Được rồi Tôi làm cái khiên À mà tôi phải nung á chứ nhở Quên Tôi phải nung sắt tay anh em ạ Thì à, chế hát này là con skeleton Nó bắn mình rất là đau anh em ạ Nó bắn mình một phát là mình mất mất ba trái tim ấy Tôi tôi nhớ là nó bắn mình một phát là mình thố lắm Nên là tôi là tôi làm cái khiên Cho an toàn Nói mấy khiên thì mình cũng chỉ cần có một sắt thôi nên chung là nó cũng khá là lợi Khá là lợi Sáng chưa ấy nhở Tôi, tôi, nếu theo kinh nghiệm của tôi là buổi đêm ở trong này là nó có 8 phút thôi anh em ạ Đây này thì anh em có thể thấy cái dòng đây, cả thấy cái dòng đây nó vẫn đang ở đây không ấy Nó vẫn đang ở đây không nên là nó vẫn chưa có, nó vẫn chưa sáng đâu Ôi, đây, tôi Tôi, tôi đã cầm đuốc ra cho sáng nhỉ Vậy chúng ta cùng đào sâu thêm tí nữa anh em ạ nếu mà may mắn mà tìm được kim cương thì tốt thế còn thế còn nếu không thì thôi nếu không thì thôi chứ chả lẽ là trong ngày một là mình có kim cương luôn thì, thì hack quá đúng không chơi vậy không hay đúng rồi tất cả là gặp cái sỏi này cũng quan trọng anh em ạ Tới cả là gặp cái sỏi này ở à, đây đấy ôi what <laughs> tôi khá là may mắn luôn anh ạ tôi phá phát mà nó ra được cái đá lửa luôn tôi tôi chơi hardcore tôi cũng khá là hay tôi khá là hay phá sỏi để tôi lấy được cái đá lửa này, này làm đánh lửa ấy các ạ đấy sáng chưa giờ, mà tôi đoán là chắc là sắp sáng ở đây các ạ được rồi vậy tôi thử lên tôi xem thử các bạn nhá tôi lên xem thử xem mà thế nào đi solo đi solo cùng bolero á <laughs> thôi anh em ơi kinh lắm à đây này đây này tôi nhìn nước và tôi thấy bắt đầu trong trong này đây các bạn nó có vẻ sáng sáng ở đấy để tôi nhòm thử đi bên ngoài làm sao ở à đấy ủa ơi tôi biết mà kinh nghiệm của tôi tôi bảo anh em mà tôi bảo anh em tôi chơi hôm nay là một nghìn năm rồi đấy sáng rồi đấy sao anh em giỏi không anh em tôi sinh tồn qua ngày một mà tôi gọi tôi không cần dường luôn anh em ạ tôi bảo anh em rồi mà bảo anh em rồi kinh nghiệm của tôi dày dặn rồi Nhớ tầm này với cái này là cái gì rồi chúng ta cùng tìm biển anh em nhá xem đến lúc off stream luôn á Kinh đấy tôi tôi tính là thực ra hôm nay tôi cũng hơi sung anh em ạ hôm nay tôi cũng hơi sung vì là buổi đầu stream nên là tôi hơi sung. Hôm nên là tôi tính là livestream uh, đến uh, livestream đến 5 giờ sáng. Thì uh, nếu mà anh em mà không chê thì ok. Tôi với anh em sẽ cùng ở đây tới 5 giờ sáng. Tôi là tôi nhớ là quá nào mà tôi lại... sao mà tôi lại nghe ở đâu thấy cái tiếng bước chân thế nhỉ? Cảm giác cứ như là có con creeper ấy các bạn ạ. À có than này tôi có hai ba cục than nữa thôi chung cũng không cần đâu đúng không thôi bây giờ chung là chúng ta sẽ đi tìm làng em nhá bây giờ tôi phải tìm cái làng đó tôi rất tôi rất là thích làng này các bạn thực ra là thứ là sinh tồn ấy mà mình mà mình mà không có làng ấy thì nó cũng thì nó cũng ok thôi thì nó đối với anh em chắc là khó chứ còn nó đối với tôi thì nó cũng dễ bởi vì là tôi cũng ấy nhưng mà thôi chung là mình có sống dự vào làng cho dễ dàng cái gì đấy ôi tôi nhìn mà sạch xanh nó cứ tưởng là cái này là tải tài nguyên á Thực ra cái này là bản shutter đấy anh em Tôi là tôi tải bản shutter chung là nó cũng nhẹ nhẹ Nên là nó cũng đẹp đẹp Thì tôi không có dùng tài nguyên Thì thực ra mặt thực ra tôi cũng chả biết tài nguyên là quái gì Tôi tôi chỉ dùng shutter đây Dân làng là nô lệ thích làng á Thích làng là đúng quá <laughs> Anh em nói vậy khổ thân mà anh dân làng quá Thế Quái nào mà tôi nhìn đâu tôi cũng nhìn ra cái mặt của con creeper ấy nhở Tờ heo muốn xem hết quá nhưng không được à. Ừ, ok anh em, nếu mà anh em mệt thì anh em, thì anh em cứ đi ngủ đi. Anh em cứ đi ngủ đi. Mà thực ra tôi cũng có đang tính đó là đó là có thể là sau khi tôi livestream xong thì tôi sẽ up lại cái buổi livestream này của tôi lên YouTube. Thì nếu mà anh em thích thì anh em có thể qua kênh YouTube của tôi để xem. Còn nếu mà anh em mà thích chửi tôi hay là thích uh, tương tác với tôi hoặc là thích bảo tôi gà gì ấy thì anh em có xem trực tiếp thì anh em chửi tôi nó vui hơn. <laughs> Xin cấu hình máy á Trời ơi Cam ơi Tôi thật với Cam Thực ra tôi cũng không có biết là cái máy tôi như thế nào rồi Vì tôi cũng không phải là một dân chuyên máy Đây Nhưng mà theo tôi biết là anh em có thể nhìn được cấu hình máy Khi mà tôi bật cái định vị ấy lên đúng không Đó, Thì anh em thử nhìn thử đi Đấy thì Nếu mà anh em mà có được cái gì Nếu mà anh em mà có rút được cái cái cấu hình máy gì Ở, ở máy tôi là như thế nào Thì anh em cứ rút Chứ mà tôi tôi cũng chả biết đéo đâu anh ạ Thật mẹ Tôi dân mẹ tôi đéo biết cái gì máy tính luôn Lát tưởng ập á Không ập đâu anh em Tôi bảo tôi xin với anh em tới 5 giờ sáng mà anh em Anh em mẹ. Thảo Hán nói rồi Tôi năm nhi mà anh em Nói là làm anh em ạ Mà tôi nói thế thôi anh em ạ Chứ chắc là Chứ <laughs> chắc là cũng không tới đâu <laughs> Xin tên kênh với đăng ký cho nóng hỏi á <laughs> Cái tên kênh tôi là Tài Cát đây anh em tài cát mà tôi để ở cái tên tên tiêu đề của livestream ấy tôi để tôi để cho gạch chéo ấy tài cát ấy đó cái đây là tên kênh youtube của tôi đấy thì anh em vào kênh youtube của tôi là anh em cũng thấy nó là một cái kênh nó cũng nói chung là nó cũng không có hay cho lắm thật sự nhưng mà tôi chung là tôi rất là thích youtube và tôi làm rất là nghiêm túc nên là nếu mà anh em ủng hộ được thì tôi cảm ơn anh em rất là nhiều <laughs> Thực ra là hôm nay tôi livestream lúc 10 giờ là tôi nghĩ là chắc là cũng sẽ Ui ơi Để cái rãnh anh các ạ Thay là mình xuống cái rãnh nhỉ ừm Thôi Tôi đi tìm làng cơ mà đúng không Thì thì mình xuống cái rãnh làm gì đúng không Tôi đi tìm làng cơ mà tôi cần đi phải xuống rãnh đúng không Trời độ tôi là giàu là bằng của yêu ấy nhỉ Ôi tôi ở, ở âm 1 năm ở đây anh em chung là tôi chạy cũng khá là xa đấy Phá đảo trên điện thoại á, phá đảo trên điện thoại khó á, anh em nói vậy, tôi thật với anh em tôi phá đảo Minecraft chế độ dễ ở trên máy tính mà tôi còn thấy khó thì, thì anh em lại còn sao vậy anh em? Anh em xem trên stream... lag à, mai anh nhớ stream nhó, trời ơi anh em à, ạ, thật sự là tôi tôi rất là thích stream. Nhưng mà tôi chỉ sợ là các anh admin các anh ấy không duyệt cho tôi ấy vì các anh ấy chửi tôi chơi ngu ấy. Thế thì tôi chỉ sợ vậy thôi chứ thực ra nếu mà các anh ấy mà cho phép thì ngày nào tôi cũng sẽ stream cho anh em luôn. Thẳng với anh em thẳng với anh em thế cho nhanh. Tôi chung là tôi cũng rất là thích stream Minecraft anh ạ, à, vì Minecraft là một trong những game tuyệt vời nhất đối với tôi. nhà bạn cừu nhỏ Đấy. Drop à? quá quái nào mà anh em xem stream thì bị lag à? Nó có lag không anh em? Hay tôi giảm cấu hình xuống anh em nhá. Nó có lag không? Nếu mà anh em bị lag thì anh em comment số 1 cho tôi biết nhá. Thì tôi cũng đang xem stream với anh em đấy. Mà tôi thấy là nó cũng mượt mượt mà đúng không? Tôi nghĩ chắc là do máy anh em uh, chắc là anh em thử giảm mấy cấu hình ở máy anh em xuống làm sao? Cho à, vô chơi AD à sẽ không chửi ông luôn. <laughs> cho AD vào là AD giết tôi đấy Ok, nếu mà anh em mà không bị lag là tốt rồi Ok, nếu mà bình thường là tốt rồi, tốt rồi Quá tốt rồi Quá là tốt rồi Bò nhở Đấy, tôi từ nãy giờ là tôi thấy bò gọi là dạ suốt rồi đấy anh em ạ à. Tôi thấy bò gọi là khá là ngoan Ủa này, đây là một cái đồi hoa đấy anh em Khá là đẹp anh em nhở Hay là mình xây nhà ở đấy Mà thực ra là, thực ra trong Minecraft ở chỗ nào tôi cũng từng xây nhà rồi Tôi, tôi còn từng xây nhà bay Tôi từng xây nhà hầm luôn anh ạ, à. chỗ nào hồi tôi cũng xây nhà rồi Tôi xây nhà dưới đáy biển luôn anh ạ à. Thì tôi nói thật với anh em là cái đồi hoa này tôi xây tỷ lần này Tôi tôi muốn tìm cái chỗ nào như kiểu là một cái đồng bằng tuyết ấy một cái đồng bằng tuyết đẹp lắm à đúng này nó còn một chỗ nữa mà tôi chưa xây đó là đó là mấy cái đặng san hô ấy tôi là tôi chưa bao giờ tôi xây nhà ở một chỗ nào đó mà có các đặng san hô khá là đẹp thực ra nếu mà anh em mà là một cái người gọi là sợ biển ấy thì anh em đừng có chơi cái bản shutter seus bởi vì là anh em như này cho anh em xem này cái không Mà cái này là nó còn nông nhá Cái này mà anh em mà ra biển lớn nhá Thì anh em lấy em đái ra máu Đáy ra máu Lập một kênh youtube tên Tài Đát á Tài Đất <laughs> Ông up lên 4k à? Thôi các em ạ Tôi up lên 4k là máy của tôi Gọi là nó thành nó Thành thành lò hôn khói đấy Xây nhà cùng heo quá <laughs> Chào anh Hello em, hello Châu Hello anh em Resort Pack à? resort pack à ok tài nguyên là resort pack à thì à, tôi không có dùng cái tài nguyên nào hay sao ấy tôi cũng không biết nữa nhưng mà nhưng mà tôi nhớ là tôi không có tải tài nguyên nào thì anh em xem cái này anh em có bị chói mắt không mặt trời có sáng quá không anh em sáng quá không thì để tôi để tôi giảm cái độ sáng nó xuống Quá nào mà tôi đang ở chỗ nào mà xung quanh toàn biển này à đây 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 đúng rồi đúng rồi à, tôi có một cái nữa mà tôi rất là muốn khoe với anh em đó là thằng nhân vật của tôi tôi là tôi đã dành một tiếng ấy anh em em. tôi dành tận một tiếng ấy dành tận một tiếng chỉ để tôi vẽ thằng nhân vật của tôi đây tôi cho anh em xem đẹp không anh em cực kỳ đẹp luôn anh em tôi vẽ cực kỳ chi tiết anh em nhá tôi vẽ rõ cả mắt miệng mũi các thứ luôn cực kỳ chi tiết quá đẹp luôn thể về anh em chắc chắn là đà giải oscar đây anh ạ thật đấy tôi bảo anh em là mà đẹp mà đúng không đấy trong lưng liếc các thứ đẹp tuyệt vời anh ạ thật Bây giờ là Tôi trong mặt trời cái này hình như là Nó sắp tối rồi sao anh em ạ Ada, có đảo này Ngon quá Ngon quá, ngon quá Khi nào kết bạn bro, ok Vậy anh em cứ gửi kết bạn tôi đi Tôi hay kết bạn với anh em mà Tôi thật với anh em mẹ Tôi còn tìm bạn tôi kết luôn ấy <laughs> Dream Việt Nam á à? Tôi thật với anh em chứ Dream gọi tôi bằng cụ Cụ Thực ra thỉnh thoảng tôi cũng có chơi speedrun Thỉnh thoảng tôi có chơi speedrun anh em ạ Thì tôi nhớ là Dream là nó phá đảo Minecraft trong 13 phút đúng không? Thì là cái lần phá đảo nhanh nhất của tôi ấy à, Là 3 tiếng anh em ạ 3 tiếng Minecraft dễ 3 tiếng Và Trước khi mà tôi phá đảo là tôi chết Tôi chết 6 lần anh em ạ Xin shader cho Minecraft PE xịn á Thực ra là tôi không có chơi Minecraft PE anh em ạ Mà kiểu là tôi cũng không có tiền để mà mua Minecraft PE luôn đấy Thế nên là tôi cũng không có tải shader mà thật sự nhá Thật sự là tôi chơi mai tôi chơi Minecraft trên điện thoại ấy Là tôi thấy là nó nặng rồi Tôi chơi một lúc và tôi sờ máy tôi thấy nóng lắm rồi Mà tôi tải shader nữa chắc là tôi ăn shit luôn ấy, anh em ạ Thật Chắc là máy tôi hơn <laughs> Gà nhờ tối rồi anh em ạ À đây, ngon quá Thế quái nào mà tôi lại có 6 cái lông cừu nhỉ Tôi không biết là tôi lấy ở đâu What the hell Chơi đi chơi lại một map chục lần á Tôi phá đảo Minecraft 6 phút Ui xịn vậy Xịn vậy anh em Tôi tôi là hồi xưa là tôi có một cái quan niệm Đó là quá là mà cái đảo thì nó màu hồng À Nó là mặt trăng anh em ạ Nó không phải là đảo Thôi thì nói chung là đêm nay là chúng ta đã có thể đi ngủ rồi anh em ạ Chúng ta có một giấc ngủ ngon này. Ông này được á? Ui, tối quá được luôn. Quá được luôn. ai hát coi anh em nhá. Thế quái nào? Quái ở đâu? Ở đây à? ôi ôi ôi, ôi, ôi. Nhanh nhanh chứ không là creeper ra nó hỏi thăm đấy anh ạ. À. Ok ok. Đi ngủ. Sao lại có quái nào? What the hell? Á à, trời ơi. Thôi anh ạ, à. thôi 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 tôi dọn đi rồi Nhanh nào, đi nào, đi nào, đi nào, đi nào, đi nào. Mẹ tôi vừa làm được cái nè rơi vào địa ngục lặn. <laughs> tôi 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 vào trong địa ngục là anh em biết là tôi kết nhất con gì không? Tôi kết nhất còn quỷ lửa. Đó. Tôi biết, tôi biết là tôi dùng khiên là tôi chắn được cái đạn của nó. Thế nhưng mà tôi 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 tôi, thật về nhau, tôi chơi Minecraft dễ. Mà tôi cũng có ai bị bị lỗi âm thanh ấy hả? Anh em không nghe thấy âm thanh gì à? Đây này, anh em có thấy có tiếng nước Ui rồi Tôi chúng nước tối lắm, đây này Đấy rồi, Cái âm thanh ục ục của nước ấy Thì anh em có nghe được cái tiếng này không? Thế có anh em nào mà cũng không nghe được không? Có anh em nào bị lỗ âm thanh không? Trăng lên rồi À đây được rồi, tôi vào đảo tôi ngủ anh em ạ à. Đêm nay là chúng ta sẽ dành Có nhện kìa nhanh anh em ạ chứ không chúng nó ra đảo đấy chứ không nó là nhận nó ra đảo đấy có oh, à ok 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 tốt rồi tốt rồi tốt rồi nhưng mà anh em mà nghe được là tốt rồi rồi hello anh hello anh <laughs> hello anh rồi anh đứng mà nhìn em nhá hello mấy anh <laughs> thế cái nào tối giờ thế cảm giác đấy tôi sợ wizard scare hát Hardcore đập bay màu á uhm. ừ thực ra tôi thực ra tôi chơi thực ra tôi chơi Minecraft kể cả chế độ dễ là tôi cũng rất là sợ cổng địa ngục tôi rất là sợ vào địa ngục anh em ạ ngán lắm bởi vì là nói chung là nếu mà anh em nếu mà thực ra là chắc là cũng chả qua anh em nào mà xem tôi uh, từ đợt đầu mà tôi làm video đâu thì từ đợt đầu mà tôi làm video là chắc là tôi chết cũng gọi là chắc ba chục lần ba chục lần là bị bọn chết là trong pháo đài trong trong địa ngục đây các bạn chết nhiều lắm tôi thờ tôi ám ảnh luôn mà tôi ám ảnh ám ảnh bọn quỷ lửa tôi ám ảnh với cái độ mà tôi có khiên rồi mà tôi tôi có khiên rồi mà tôi vẫn sợ bọn nó anh em nhé tôi có khiên mà tôi mặc phương giáp rồi mà tôi vẫn sợ bọn nó anh em nhé ám ảnh rồi anh em ạ tôi sợ độ ngu của tôi á tôi cũng sợ độ ngu của tôi anh em ạ tôi ngu lắm tôi cũng ngu lắm anh ạ tôi được cái là tôi tôi được cái là tôi chơi nhiều thế tôi cũng ngủ lắm tôi ngu lắm tôi chơi mày tôi toàn chơi dễ mà anh em thế nhưng mà hôm nay tôi chơi khó để kiểu là tôi thể hiện VayGam tí đấy để kiểu là tôi tôi livestream buổi đầu tôi thể hiện VayGam là kiểu là mình là một người livestream giỏi đấy, đấy kiểu thế thế nhưng mà sang các buổi sau chắc là tôi chơi dễ anh em ạ chứ tầm này khó đéo tầm này khó chết mẹ tôi đấy úi rồi tôi tôi nhận thấy trong hai ngày mình chả làm được cái mẹ gì anh em ạ ơi ơi con vịt này, tôi nhận thấy trong hai ngày tôi chả làm thế quái gì luôn, tôi cứ chạy, uh, tôi cứ chạy vớ vẩn xung quanh đây tôi chả làm được cái gì luôn, tôi nghĩ là bây giờ tôi phải làm một cái gì có ích anh em ạ, và đây sẽ là việc có ích đầu tiên mà tôi làm, nhanh 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 nhanh, nhanh. Bơi, bơi 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 nhanh bơi nhanh bơi nhanh, đâu Ơ ơ, ừ. ừ. ông đang tính làm gì vậy á, tôi á, thực ra là hôm nay uh thực ra hôm nay là tôi livestream buổi đầu thì thì cái mục tiêu của tôi nó cũng thì cái mục đích của tôi nó cũng chỉ là tôi chào hỏi anh em ấy và tôi cũng là tôi tương tác với anh em thôi còn còn anh em thích tôi làm gì thì anh em làm thế còn anh em thích tôi làm gì thì anh em cứ nói tôi sẽ làm thì là từ nãy giờ là tôi đang chạy đi để tôi tìm làng và tôi chạy tôi chạy tôi chạy như điên từ nãy giờ luôn mà tôi tôi không tìm được một cái làng nào anh ạ tôi không tìm được một cái làng nào đây này tọa độ là ô Âm 900 à Thế là tôi chạy <laughs> Có vẻ tôi chạy ngược lại cái hướng mà tôi support à Ông này vừa giết vũ lít á Đâu Đâu Tôi có biết vũ lít là ai đâu Ông lên Nono mà stream á Thôi tôi stream với anh em cho vui chứ Tôi stream ở trong này vì Vì ở trong này thì Thì cũng có nhiều anh em thích chơi Minecraft Tôi stream cho anh em cho anh em xem cho vui chứ là bởi vì tôi biết là là bây giờ thì kiểu là Ôi! chết mẹ rồi sao bị cháy rừng thế này cháy rừng rồi anh em ạ à. bởi vì tôi biết là kiểu là bây giờ là ít người họ stream sinh tồn lắm mà tôi tôi rất là thích sinh tồn ấy nên là tôi nên là tôi mới nên là tôi mới suy nghĩ thì 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 tôi mới thấy đó là kiểu là chắc là cũng có nhiều anh em cũng thích xem sinh tồn ấy Thế nên là tôi thử ơ à này ngon cơ không ơi làm luôn này Ngon vào xem luôn. Nhà to thế nhở Nhà chắc chắn là nhà của tôi rồi anh em chắc chắn là cái nhà này là nhà của tôi rồi. Để đó làm cái biển nữa nào. Nhanh nhanh về đánh dấu chủ quyền luôn đi các em uhm, ạ. cái biển làm thế nào nhỉ? À đây 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 đây, tôi nhớ rồi. Đấy. Rồi. Chúng ta cùng đặt cái biển ở ngoài đây. Uhm, đấy đấy. Rồi đặt tới đây anh em ạ. Xem nào. Nhà. Nhà gì nhỉ? Ừ uhm, tại ở Cát Hát cỏ à? Tôi mong là cái lúc mà tôi đang viết cái biển đứa con Creeper nào sau lưng tôi anh em ạ Ok chung là nó cũng không có gì đâu Làm cái này là dơ luôn á Nhưng mà tôi có mỗi hai sắp anh em ạ Tôi không đủ làm sổ Ông thích ông stream chim bình thường thôi Càng hay về tính ông vui nữa là quá ok rồi <laughs> Ôi tôi cảm ơn anh em nhá Mẹ tôi stream là lúc đéo nào là Tôi cũng bị chửi là mẹ thằng anh nhạt vãi Stream bằng đéo gì nghỉ mẹ đi anh em khen tôi câu cảm động quá <laughs> mẹ, mẹ cảm động quá kìa mà. à, tranh thủ đấy á tranh thủ đâu anh em cái nhà đấy là nhà dân làng nó xây mà cái đến cái nhà đấy là nhà dân làng họ xây rồi xong họ bảo tôi mà họ bảo tôi là khi nào anh tới làng em anh cứ vào đấy gọi cho em họ xây cho tôi mà anh em Tôi nhớ là cái nhà hai tầng này là nó có rường ở bên trên đấy Ăn cắp nhà đất trái phép mấy năm sau <laughs> Không anh em ơi Không anh em ơi À này hại là chân đốt à Ui phò vứt đi các bạn Nhưng mà tôi xa lắm Tôi tôi sẽ không chơi phò Đây tôi vào nhà làm sao nào Em chào anh Em chào anh Ôi, có quất tờ Quá mà cái làng nó nghèo anh ơi Ôi trộm cắp trắng trợn á vãi lìn anh em mẹ anh em không biết tôi rồi tôi là mẹ bây giờ anh em cứ vào trong này đi rồi anh em đi hỏi tất cả dân làng đi mẹ đứa đéo nào nó không biết đến tài cát hát co anh em nhá tôi chơi quá nhiều rồi tôi gặp nghìn cái làng thôi đang à, cáo đang cáo này bây giờ mà tôi mà có cái dây tôi buộc nó mang về các bạn thế nhưng mà tôi tôi không có cái gì hết tôi trần nhớ nhọng nước à đâu cái rước á ở đâu tôi quay vào xem thử nào nó còn cái nhà nào mà tôi chưa lút à cao thủ đéo bằng tranh th... <laughs> tranh thủ anh em ạ à. tranh thủ chứ ok anh em ạ à, thế bây giờ thì thế bây giờ thì tôi cho anh em chọn đấy thì anh em thích tôi sống ở làng chứ, hay là anh em thích tôi gọi là bỏ làng và đi chu du tiếp đấy cho anh em chọn đây chiều ý anh em đấy hôm nay là buổi hôm nay là buổi chiều ý anh em hôm nay là anh em muốn đéo gì tôi cũng chiều anh em luôn dân nó cứ ư ư đó dân nó cứ ư ư đòi, 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 đòi hiểu hơn á ủa ơi thế dân gì mà ấy thế nhà hồi nãy mới vô đấy thôi anh em Đúng ạ chắc là cái rừng chắc phò thì chắc không có gì đâu để bỏ đi anh em ạ không sao đâu bỏ làng đi ông ơi ở làng à thế giờ sao giờ thì anh em nào Giờ anh em ạ đi speedrun mà đi chu du à? Ok, thế bỏ làng anh em nhá. Bỏ làng nhá. Ở làng béo gì đúng không? Làng phò anh em ạ. Tôi tôi phải ở cái làng nào mà nó sang sang ấy chưa tôi ở cái làng này tôi cảm thấy tôi cảm thấy thấp kém quá. Không được. Phò này. Đúng rồi Nhưng mà tôi hỏi thật là anh em thấy phá làng à anh em? Thôi. 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 Nhưng mà tôi hỏi thật lại game thì tôi chơi tốt không tôi chơi hôm nay là ngày thứ ba à, hôm nay là ngày thứ hai rồi à tôi tôi chạy qua đêm luôn nhá tôi chạy qua đêm mà xung quanh toàn creeper luôn tao tôi không chết đấy cái hát co đây anh em thế giỏi không anh em thế giỏi không ông hãy đến miền cực lạc á <laughs> thực ra tôi cũng có biết cái miền cực lạc trong minecraft nó là cái pha đấy đúng không thì tôi có biết cái đấy tôi có lên mạng có xem qua thử thế nhưng mà tôi đã biết tôi đã biết là tôi đấy kiểu gì anh em ạ tôi nhìn nó tôi thấy nó khá thú vị Nhà máu tôi tôi đã biết đến đấy của gì Phá đảo à? Mẹ tôi không phá đảo ở trong hát co đâu anh em ạ à. Hay để tôi kể với anh em một huyền thoại nhá tôi tôi, tôi, tôi tôi chơi tôi chơi Minecraft dễ Tôi làm cái thử thách Tôi làm cái thử thách phá đảo Minecraft Đấy thì nó cũng giống kiểu là speedrun đấy đúng không À Đấy thế là Thế là tôi chung là tôi chơi chung là tôi chơi Là tôi chơi hai lần là một lần là là là, là hai tiếng rưỡi tôi phá đảo là gần 3 tiếng đấy một lần là 4 tiếng anh em ạ và tôi chơi 4 tiếng xong rồi tôi chết mẹ ở đoạn mà tôi tôi đang đánh con đầu cơ <laughs> tôi còn đéo chết được con đầu anh em ạ Với cả shutter à anh em đây shutter là là shutter của bản là renew anh em nhá thì tôi có dùng hai loại một là bản bsl này này và hai là seus thì là cái bản bsl này, này là nó rất là đẹp nó rất là đẹp nếu mà anh em mà chơi ở đại dương ấy đẹp lắm nên nó làm cho cái đại dương em nó bóng bẩy kinh khủng luôn nó nó thì thì, thì thì cái nước có trong ấy và các bạn san hô sáng lắm đẹp kinh khủng luôn thế còn cái xe út này thì tôi thấy là nó nó đẹp trên bờ ấy thì thực ra tôi thấy là nó cũng có khá là nhiều anh em tải các bạn xe út tôi đó rồi nhở tôi đó rồi tôi sẽ dừng lại để tôi uh, tuần đường tí thì <laughs> muốn có pc quá không sao anh em tôi thực ra là tôi thực ra tôi làm YouTube là cách đây cũng tầm là 9 tháng rồi 9 tháng 8 tháng hay 9 tháng gì đó thì là cái lúc đầu mà tôi làm ấy chung là tôi cũng đâu có máy xịn đâu nhưng mà kiểu mình cứ từ từ mình làm ấy à, xong rồi tích tiền mẹ tháng được có 10 nghìn đấy các bạn cứ tích tích đấy xong rồi đủ tiền mua máy đấy tôi có thịt này đốt bò đi ừ đúng rồi tôi đốt bò lắm nhờ đúng rồi mẹ tôi đần quá nhờ thì tôi làm cái dụng cụ đánh lửa mà tôi không đốt bò Mẹ, anh em hay quá thực ra là tôi chơi Minecraft và thỉnh thoảng là não tôi nó gọi là não cá vàng lắm tôi làm cái gì xong tôi đéo nhớ ấy. nên là tôi rất là vui khi mà tôi livestream bởi vì là tôi được anh em nhắc tôi vui cái đái thật tôi đốt ngựa nó có là thì ngựa không em à ông có cừu này ông cừu này ra nét làm youtube <laughs> tôi thấy pha đấy là đúng là một pha thể hiện của sự đam mê đấy anh ạ Thật sự là anh em làm vậy là anh em gọi là mẹ đéo quay đam mê bằng anh em luôn cứu 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 ấy ở ờ, ở đâu rồi chỗ rồi anh em ạ mẹ ở đây rồi đây rồi Ê, chết đi chết đi rồi thực ra là tôi không có giỏi lắm trong cái chuyện là đốt bò đừng đốt ngựa <laughs> đỡ cần khi thì à tôi cũng muốn có PC giờ chỉ có laptop không sao anh em ạ à? Thực ra là nếu mà anh em có laptop ấy thì là tôi thấy là thực ra chơi thực ra là chơi trên laptop nó cũng được mà thì anh em lên trên mạng ấy sau anh em mà xem thử xem thử mấy cái video mà nó hướng dẫn ấy nó hướng dẫn cách mà anh em sẽ sẽ làm cho Minecraft đỡ lag hơn đấy thì anh em sẽ chơi trên laptop thôi ra <laughs> rồi stream anh em ngồi bên cái cái này là anh em ra nét rồi xong thì thì các anh em trong nét là sẽ stream hộ anh em luôn đấy chứ thật chắc là bằng ngày thì đã được rồi nhỉ chắc là bằng ngày thì đã được rồi đấy được mời thì rồi được rồi anh em ạ tôi dọn đi thôi nhỉ chứ mà đợi anh nướng chắc là tới mai luôn đấy nhỉ tôi dọn đi rồi đi phía chân trời làm trên youtube á làm trên youtube là sao anh em là À Thì là anh em muốn tôi livestream trên Youtube à Thực ra là thực ra là tôi cũng muốn livestream trên cả Facebook và Youtube ấy. Nhưng mà tôi cũng đã biết cách livestream trên cả hai nền tảng anh em ạ à. Nếu mà anh em nào biết cách thì anh em Anh em nói tôi với Chứ mà tôi đã biết Tôi chạy phía chân trời nó có sáng quá không anh em Tôi chạy về này nó có làm chói anh em không lên YouTube stream hả? <laughs> thực ra thì nếu mà tương lai mà ok ấy, thì tôi sẽ lên stream trên, trên YouTube mà anh em. Nên là anh em cứ yên tâm. Nói chung là thế nào là tôi cũng sẽ stream luôn anh em ạ. Thì không trên YouTube mà trên Facebook đúng không? Bữa giờ dạy tôi cách dùng replay mode à? Mẹ thực ra là tôi có nghe bạn tôi nói thì cả tôi có nghe bạn tôi nói về cái replay mode thì bạn tôi nói là kiểu là nó dùng để quay uh, quay bét qua rồi các thứ ấy thì nó khá là hay thế nhưng mà thực ra tôi cũng thực ra tôi cũng không biết một tí gì về cái replay mode luôn anh em ạ tôi là thường là tôi chỉ chơi cái này này đấy tôi đặt uh, tôi đặt cái góc nhìn này nó khác đi ấy chứ mà tôi cũng không có biết cái replay mode là nó thế nào luôn anh em ạ đang học edit bằng replay mode à Thực ra là tôi nghĩ là edit bằng replay mode đấy Thì anh em có thể thay bằng một anh em cho thêm một bạn bè của anh em vào chơi cùng ấy bạn bè của anh em vào chế độ khán giả ấy rồi thì uh, anh em cho thằng bạn nó đứng nó nhìn anh em ấy thì nó cũng kiểu kiểu là replay mode mà đúng không <laughs> hôm nay có người yêu chưa nhỏ ừ <laughs> có người yêu chưa nhỏ thôi anh em ạ à, nói chung là <laughs> thực ra tôi có người yêu rồi Tôi có người yêu rồi anh em ạ, à. tôi có người yêu rồi. Và tôi có một cô người yêu cực kỳ dễ thương, xinh lắm. Xinh lắm. Shutter đẹp vào. Ôi, lại tốt quá. Mà shutter đẹp ok rồi. Tôi không cô đơn đâu. À. Ôi anh anh em không cô đơn đâu. Tôi livestream tới 5 giờ sáng ấy anh em yên tâm. Anh em yên tâm, không, không cố đơn đâu anh em ạ. À. Mà thực ra là tôi nói chứ chắc là tôi uh, chắc là tôi cũng không stream được lâu, bởi vì là buổi đầu stream kiểu là tôi cũng mệt mệt ấy. Thì tôi cũng không biết là tôi có stream được lâu không. Anh anh đi nhớ cho em chơi với. <laughs> ok anh em ạ, thực ra là thực ra là tôi cũng có tính về 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 sau này mà. Đó là nếu mà sau này mà mà, mà ok ấy thì thì uh, tất nhiên là tôi sẽ cho anh em chơi cùng rồi. Cho anh em chơi cùng cho vui chứ để có gì thì tôi còn tôi tôi tôi, tôi còn bắt nạt anh em chứ đúng không? Chứ tôi chơi mình cái này tôi tôi đập bò đập cừu thấy anh kiểu là nó không đúng trình độ ấy. Đấy. Replay mode chủ yếu làm cinematic video. À ừ đúng rồi. Thực ra là thực ra là thực ra thì theo tôi nghĩ thì uh, thì cái replay mode ấy theo tôi nghĩ chắc là nó cũng thay thế được đấy thì uh, trên kênh của tôi là tôi cũng có làm một cái trailer về cái hòn đảo về về cái vùng đất thần tiên mà tôi xây dựng ấy thì anh em cứ lên kênh youtube của tôi là anh em sẽ biết thì tôi cũng từng tăng nó trong nhóm mà đấy nếu mà anh em nào mà từng xem là anh em sẽ biết hả à? thì là tôi làm nó là tôi không hề dùng replay mode đâu anh em ạ à. tôi dùng cái tôi dùng tôi chơi chân thật luôn đấy ô chào idol hello long đang đi học hello anh em người yêu thì chẳng bảo sinh ôi <laughs> Xinh lắm Xinh lắm Cái gì thế nhở Ơ ờ, ôi, Ôi Ôi ôi, Có dám hộ anh em ạ à. Thế quái nào nhở Đây tôi chụp cái định vị là anh ạ à. Để sau này có gì thì tôi ấy Rất em hơi bị xinh ở đâu 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 anh em Anh em gửi ảnh cho tôi anh em nhá Anh em gửi ảnh cho tôi để tôi chấm điểm anh em nhá Laptop của tôi Sao anh em nhắn để tôi đọc nhé nè không biết cách chơi chung map với bạn nó cứ ghi lỗi à Khóc <laughs> À Thì anh em có thể lên trên uh, mạng để anh em xem thêm ấy Thì là nói chung là đơn giản là anh em tải pin này Xong rồi thì anh em sẽ dùng pin để anh em chơi với bạn ấy Thì anh em, nhưng mà trước khi mà dùng pin thì anh em phải tắt từng lửa ấy nhá Fan cứng anh nè <laughs> Hello anh Ok hello anh em Ông live show cả mặt đi á, ôi Mẹ, tôi béo lắm anh em ạ à. Tôi béo mặt tôi toàn mụn ấy Mà da tôi đen mới cút Tôi xấu lắm Tôi đéo show mặt đâu Ông để link kênh đi tôi ủng hộ á cái kênh tôi là tên là Tài Cát anh em nhá. Thực ra là anh em thích ủng hộ cũng được, mày không thích ủng hộ cũng được. Bởi vì là anh em vào xem stream của tôi thế này tôi vui lắm rồi Vậy tôi vui lắm này các bạn ạ. Thế anh em cũng chả cần quay YouTube của tôi đéo đâu. Mà, mà nếu mà anh em mà qua thì ok. Tôi cũng uh, thật sự rất là biết ơn. Atlantic thủy cung á. Thôi các bạn mẹ tôi xuống này nó farm kinh nghiệm tôi đấy. mẹ nó farm tôi rồi nó lên level đấy mẹ dùng Red, Rat radmin vpn chơi cùng bạn nha nhưng mà min thì ram hơi kém à nhưng năm đầu tiên nó biết cứ rất là hơi bị sinh ngon luôn ngon luôn à. à đây đúng rồi thực ra là là anh em có thể thấy là cái biển nó đang khá là khá là mờ mịt và nó đang khá là kinh khủng đúng không thì ở đây tôi sẽ sử dụng cái bản bs BSL luôn cho anh em xem nhá coi như là tôi review tôi Coi nhà tôi review cái shutter cho anh em xem luôn. Thì là nó khá là đẹp anh em ạ, nó đẹp lắm, nó đẹp lắm. Và tôi nghĩ là nếu mà anh em mà thích biển ấy chắc chắn là anh em thích bản shutter này. Ơ, ờ, tối này. Ơ. Ờ. Ơ, đây quá là tối à? Tôi nhớ là trong lúc mà tôi chơi sáng lắm cơ mà. Ơ. Ờ. À, chắc là cái này là ở vùng biển sâu anh ạ. Cái này là ở vùng biển sâu nên là nó tối chúc ông một buổi tối vẻ ok anh em đi ngủ ngon nhá bye bye anh em bye bye anh em <laughs> bye bye anh em thế quá là tối nhở thì là nếu mà nếu mà tôi tìm được cái rặng san hô ấy thì anh em sẽ thấy nó đẹp lắm thế còn cái chỗ này kiểu là nó sâu quá nó sâu quá ok hình như ở đây tàu đắm đúng không anh em này đây 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 tàu đắm này <laughs> đẹp thế <laughs> anh em đừng cà khịa tôi mẹ tôi thề với anh em là nếu mà anh em mà gặp được, nếu mà anh em mà tìm được cái đặng san hô đẹp lắm thật tôi thề với anh em mà đây này nếu mà anh em mà đứng đây mà anh em nhìn này thì anh em sẽ không phát hiện ra đâu ở mực nước đâu đúng không đấy nó đẹp mà nó trong lắm trong lắm đấy trong mà anh em đây này đấy đấy <laughs> hello anh em hello anh em quang ô cá này mẹ kinh nhở đã xấu này sợ nhở để tôi nhóm thử xem là nó có cái gì mà tôi có thể loot được không Nó có tàn tích ở dưới biển không nhỉ uhm, Ơ Hình như cái này là tàn tích à Hình như không phải anh em ạ Hình như là nó chỉ là một mỏm đá sao ấy Ok kệ đi Mình bơi tiếp thôi nhỉ Tôi đều tin đâu quá À thuyền này các mày, Thuyền này Tôi xuống loot luôn Brbsl là sao vậy anh em tôi đã bản ui mẹ đây 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 này đẹp không anh em cái đẹp không để đẹp không tôi bảo anh em rồi nếu mà anh em mà gặp các bạn san hô ấy thế anh em xem này phê lắm xem thử đi ông xem gì Bye ông tôi đi ngủ đây mai xem tiếp ok anh em ok anh em bye anh em nhá ok thì là thì thực ra thì để tôi nói qua một chút thế này đó là thực ra ban ngày tôi cũng không có gọi là tôi cũng không có kiểu tôi không có nhiều thời gian rảnh lắm ấy nên là thường buổi tối tôi mới livestream được chắc là tầm 10 giờ tối tôi mới livestream được thì nếu mà anh em nào buổi đêm kiểu chán chán mà đéo có gì làm ấy thì anh em có thể vào xem tôi và xem tôi chấm gió ít ra có thể là tôi sẽ làm cho anh em vui một chút đúng không <laughs> à? thì à, thì nếu tối mai 10 giờ mà anh em ok thì anh em cứ vào đợi nhá tôi livestream tôi nói vậy thôi chứ tôi mong là các anh admin sẽ duyệt <laughs> để tôi xuống thử xem thử mấy thế đéo nào nhỉ tôi nhớ là ở đây sáng đẹp lắm anh em ạ à. bây giờ mà tôi mà có dưa muối biển ấy tôi đặt là đẹp lắm Mai có like cái này không ông? Ui, ngày nào cũng like luôn đấy ạ. Có thể với game mà tôi like, tôi like cho tới khi nào mà tôi chết luôn anh em nhá. Tôi tôi like từ bây giờ cho tới khi mà tôi rồi uh, khi mà tôi tôi 80 tuổi, tôi 90 tuổi luôn. Ôi nó hơi tối rồi, nó hơi tối rồi anh em ạ. À. Để uh, nó hơi tối này thì anh em có nhìn thấy không? Ở à, đây này. Ít ra là nó cửa anh em ạ. À. Được rồi. Vậy thì tôi sẽ tạo cái cửa đó để từ tôi tạo cái cửa nhá, xong rồi tôi làm cho nó có ánh sáng cho anh em dễ nhìn. Chứ mà tối này thì anh em nhìn đéo mà được. Đây có ba cái cửa đây đặt một cái ở đây đặt một cái ở đây đấy à đúng rồi đơn giản là tôi chỉ cần cầm đuốc ở tay thôi mà <laughs> mai ông làm stream mấy con game hài hài á ui các bạn thực ra là thực ra là tôi chơi game gà lắm thì tôi biết chơi có mỗi minecraft ô này ngon quá gặp được tôi tìm được một cái bản đồ kho báu này ngon quá thôi vậy mai tôi xem nhá giờ đi ngủ ok anh em xem em đi ngủ đi bye bye anh em than này Quay tây độc này Chết mẹ nhanh 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 chứ không để hết mẹ đồ ăn mất uh... Vứt búa uh, hạt giống vào nhỉ Ờ uh, đây 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 vào vào, vào thỏ cái này anh ạ Vào thỏ cái đã Làm content độc lạ đi Auto nổi tiếng hả Thôi Content độc lạ gì anh em Chơi Minecraft thế này thôi Chơi Minecraft Thư giãn này cho anh em dễ ngủ đúng không Content độc lạ làm gì Đây Đây content độc lạ cho anh em đây Đẹp chưa Cô đọc chưa? Đấy, đọc chưa? Sáng rồi anh em ạ à. Anh em dậy nhá tiện thể giọng cuốn á Ôi tuyệt quá đấy. Cảm ơn anh em À không, thì cái này là... Ôi Bơi anh ạ à. Bơi chỗ rồi Tôi vừa theo dõi Face ông đấy Ok <laughs> Thank you anh em, thank you anh em Cái con PC của tôi á Cái con PC của tôi Tôi mua ở ngoài tiệm Tôi mua lại anh em ạ à à giá 2 triệu mẹ nghèo máy ông nhiều củ thế 2 triệu anh em ạ à. <laughs> anh em có tốt thì anh em xem sim tôi nhiều nhiều nhá để mà kiểu tôi cảm thấy được ủng hộ ấy tôi sẽ sắm con máy ngon hơn chứ con máy 2 triệu này phó quá các bạn ạ tối rồi bây giờ thì không đi ngủ ở nhà đấy đây đây để tôi để tôi thử đi ngủ ở dưới <laughs> Đi ngủ dưới đáy của của đáy rơm sao nào? Được luôn này. này các ơi Ôi. Ôi. Phê nhỉ. Ấy, để tôi phê lắm anh các bạn. Để tôi gọi quái đã. Ôi. Cái... Tôi Ô, hình như là Tôi nghe thấy tiếng sấm anh em ạ. 200 triệu á. ủi ơi anh em ơi. Mẹ 200 triệu đéo đâu ra. Tôi bán thận mẹ. Tôi bán thận đi mẹ. Nói thật với anh em là thận tôi bán chắc được 10 triệu Tổn đéo mua được 200... Tôi còn đéo mua được cái mẹ con máy 200 triệu luôn đấy Ý ông là con gạc VGA 2 triệu á à? Mẹ không Không anh em mẹ, anh em Mà tôi còn đéo biết VGA là cái gì chứ Ông nói nhầm đấy á Đâu 20 triệu á à? Cứ Không tới 20 triệu đâu anh em ạ à. 2 triệu 2 triệu Thề với anh em Thề với anh em Thề với anh em tôi mà nói điều là con chó à đây này đây này đây này đã tới lúc mà tôi cho anh em xem cái vẻ đẹp cái vẻ đẹp mà cái shutter này nó mang lại rồi anh em mới đẹp chưa à, anh em mới đẹp chưa bây giờ thì anh em tưởng tượng thử đi rồi thì anh em tưởng tượng đó là cái ngọn đèn này kìa nó thắp sáng hết xung quanh cả cái đại dương này đẹp không thật sự là, thật sự là... ôi kì đấy nhầm 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 rồi giật cả mình thật sự là cái ánh đèn ở dưới biển nó rất là đẹp anh em nhá nó đẹp lắm ôi nó có rương kìa hay là tôi thử liều mình xuống phát anh em nhỉ thực ra là trong hardcore là cái khả năng mà nó spawn ra một con sắc sống dưới nước mà mà cầm chai đừng ấy là cao lắm thế nên là là tôi không biết tôi có nên liều không tôi thì cứ liều phát nhở tôi thì cứ liều phát làm sao sao tôi không có cửa mà ôi à, uh, để, 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 để tôi đặt cửa ra anh ạ à. tôi, tôi 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 đứng vào cửa đấy đứng vào cửa tôi phải cầm kiên đâu rồi anh ạ à. tôi phải cầm kiên là một tí đã chứ không uh, chứ không là láo đánh tôi đấy thôi á uh, giảm quá laptop 20 triệu á uh. 20 triệu cầm shutter nhẹ nhất còn này Còn lắc vl này á uh. trời ơi ôi nè. Tôi đang, mẹ, tôi, tôi đang, mẹ tôi đang mẹ tao đang tương tác anh em mày làm gì đấy là không một lấy hỗ đấy các em ạ à. Tôi thế với anh em có có shot đựng... thế. Ôi này. Chúng. Ôi. Chào anh. Thôi nó ra cái của nó đi anh em ạ. Tôi thấy có vẻ là bọn nó bọn nó tiếp đón tôi khá là khá là nồng nhiệt đấy các ạ. Đây này. Tôi thấy là chúng nó đứng và chúng nó không có làm gì hết. tôi hết. Thôi rồi. À ngon này, đây có cần câu này ngon quá. Có cần câu này ngon quá anh em ạ. Được rồi. Chúng ta đi thôi. Ông này dậy dạ học sinh rồi à? ông này dạy học sinh rồi à thì à sao Riều đá ông này chả khác riều sắt á thế à Thế à sao sau này từ nãy giờ tôi xem đã biết được rằng ông không thể nào vào bờ được nữa đúng rồi tôi cũng thấy xung quanh đây chả có cái bờ luôn anh ạ tôi không hiểu là cái thế giới này của tôi nó bị làm sao nữa Ở à đây này tôi vừa nói xong đây là đây là đầm lầy này bay màu đấy <laughs> Ôi, kinh kiểu phải công nhận là cái hòn đảo trông đẹp nhỉ Đây này, tôi trông nó đi lên trên này Xong nó tới đây này Xong nó Xong nó cháu bên trong trông đẹp nhỉ Tôi thấy là cái mỏm đá này được ấy Chắc là tôi xây nhà trên cái mỏm đá ấy, các ạ Tôi trông cái vùng này khá đẹp đấy các ạ, đây này Tôi thấy cây này là Cây này là một nửa đầm lầy này Thế còn một nửa thì là vùng Một nửa là vùng bình thường này trông đẹp nhở Vịnh Hạ Long á <laughs> nhìn nước và ánh sáng đẹp chả đẹp như bảo anh em rồi anh em nhìn này đẹp không tôi bảo anh em rồi nếu mà anh em thích biển ấy mà anh em mà thích những dạng san hô ấy thì anh em cứ tải cái bản bsl này về cho tôi Shutter tuyệt vời nhất mọi thời lại mẹ luôn tôi đẹp không tôi đẹp không tôi bảo anh em rồi mà mẹ thật được rồi tôi lên tôi xây cái nhà ở đây các em nhá tôi lên tôi xây tặng cái nhà nhỏ nhỏ anh em ạ đấy tôi chơi đến ngày thứ bốn rồi mà tôi cứ Tôi không có đồ mà tôi cứ chạy <laughs> Tôi cứ chạy <laughs> Tôi bơi qua cả biển rồi tôi Tôi bơi qua cả, cả cả, Bơi qua cả cái lâu đài đại dương luôn mà tôi vẫn sống anh em ạ Xin cái xít gùa ok Xít gùa Đây anh em Xít cho anh em ấy à. <laughs> tôi tính nói đấy ông ạ à, vịnh hạ long ạ à? <laughs> máy ông bao nhiêu tiền máy tôi hai triệu anh em ạ à. mẹ tôi bảo anh em mà từ nãy giờ là miệng tôi mẹ từ nãy giờ tôi nói đi nói lại từ hai triệu đấy là anh em tha tôi mẹ thật mẹ là anh em tha tôi mẹ ô oh! à tôi phun đồ rồi anh ạ ơ ừ. quái nào mà tôi uh, thấy cái tiếng cây cối ấy, bị hỏng nghe cảm giác như zombie bì các bạn À nó là do cái lá cây rồi Thôi tôi 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 tôi, tôi, thì vứt thịt giống bia nhỉ Thành ông nhớ Ok <laughs> anh em Tôi có táo này Sao anh em thấy anh em xem tôi livestream Thì anh em có chill không? Thì anh em thấy có chill không? Anh em thấy âm thanh không? Ông mỏi mõm chưa? Mẹ thật với anh mẹ tôi mẹ Tôi thật với anh em là cái lúc đéo nào mà tôi mà trước buổi livestream tôi ấy Là tôi đều nhét một bình nước vào trong bụng Nên là mẹ tôi đéo vào tôi khát nước luôn này cả thật rồi đéo mà khăn nước luôn Chơi Minecraft bao năm rồi vẫn biết trải nghiệm Shutter nào <laughs> Đúng rồi các em ạ, thực ra là tôi cũng mới được trải nghiệm Shutter thôi Bởi vì là thực ra là hồi trước ấy Cái, 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 cái hồi tôi mới làm video Là cái con máy đấy Thì là cái con máy đòi đầu mà tôi làm video ấy Là nó... là tôi mua có 30 nghìn đấy các em ạ Đấy, thì nói chung là nó đéo làm được cái gì anh em nó, mẹ, nó quay video mà chỉ được có 720p Nó yếu lắm Đấy Thế là mẹ à, về sau là tôi tích tiền đấy Kiểu là đấy, thì thì ngày nào thì tôi cũng được cho 10 nghìn ấy, là tôi tích vào đấy, Sau đó là tôi Là tôi đi, là tôi, đi tôi sắm là con máy 2 triệu Đấy Thế nên là bây giờ tôi livestream được Shutter tôi, tôi cũng khá là vui các bạn Tôi cũng khá là vui Tôi thật là tôi quê như anh em mà Mẹ tôi cũng biết Shutter là gì đâu Tôi phải, tôi phải mất vài ngày tôi lên mạng tìm hiểu đấy thì kiểu tìm hiểu là Shutter là cái gì ấy xong rồi thì uh, tài nguyên là cái gì ấy à, tìm hiểu xong cái tải về thì, thì biết thôi cứ đẹp cảm nhận đẹp à, rồi ông có phải là youtube không có mà tôi có làm tôi uh, tôi cũng có làm uh, tôi có một kênh youtube thì, uh, kênh youtube của tôi thì là tài cát ấy à này đây rồi tôi lại từ nãy giờ nó có nhạc lên rồi này bè tôi ít nói cho anh em được thưởng thức nhạc nhá Tôi sẽ bỏ lông ra này, tôi lấy áo này Bỏ ngọc ra này, lấy cái này này, tôi lấy sắt này Tôi sẽ bỏ lúa mì ra này, tôi lấy sắt này em không anh em chiêu không tôi tôi chơi minecraft là tôi thích nhất tôi thích nhất mấy cái lúc như thế này kiểu là chiêu lắm khá là chiêu rồi tôi đi tiếp đây các bạn dậy thôi <laughs> tôi chơi minecraft mấy năm rồi á tôi chơi minecraft và tính đến nay là cũng gần cũng gần tròn hai chục năm rồi các bạn, chiêu với tôi bảo các mà, tôi bảo các mà chiêu mà, <laughs> OK các bạn thì, OK thì tôi nghĩ là buổi live stream này tới đây thôi anh em nhé. Thực ra là tôi cũng tôi cũng rất là muốn chơi thêm, thế nhưng mà sức tôi nó cũng quá hạn thôi tôi cũng tôi cũng mỏi miệng rồi tôi, tôi cũng bắt đầu tôi bị đau cổ rồi anh em ạ tôi bị đau họng rồi thì thì nếu mà ngày mai mà anh em mà không phiền thì 10 giờ tối ngày mai anh em hãy cứ vào đây tôi sẽ lại livestream cho anh em tôi sẽ lại làm cho anh em dễ ngủ anh em nhá <laughs> ok anh em ạ thì cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem anh tận đây nhá <laughs> mai anh em nhá ok tôi yêu anh em rất là nhiều <laughs> ok tôi cảm ơn anh em tôi cảm ơn anh em tôi cảm ơn tôi cảm ơn <laughs> bye bye anh em